Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. X-Center 2006 độ bứt phá sự nguyên thủy với cái sự lột xác đầy sang trọng. Cái X-Center 2006 là dòng xe mang kiểu dáng là nhỏ gọn nhưng không kém phần thể thao. Đã hơn 10 năm trình làng và chỗ này cái dòng xe này đã đưa lại ấn tượng rất sâu sắc cho cộng đồng chơi xe từ trong đến ngoài nước. Theo thời gian thì nhiều người anh em của X-Center 2006 đã xuất hiện dần nhiều hơn. Đó cũng là lúc cái X-Center 2006 cần có sự thay đổi mạnh mẽ để không bị lãng quên. Tương tự như vậy, cái chiếc X-Center 2006 được độ kiển đầy của một biker đến từ miền Tây đã có sự lột xác đầy mạnh mẽ, và chúng ta cùng chiêm ngưỡng nhé. Khoác trên mình bộ cánh đầy sang trọng, huyền bí với cái tông màu chủ đạo chính Cetet. Bộ tem được thiết kế theo phong cách Spark. Vân y được gọt lại bị kiểu dáng góc cạnh hài hòa, mang cái độ thẩm mỹ lực cực cao, cũng như tăng thêm cái độ êm ái cho người ngồi so với phần nguyên thủy. Phần đầu nhẹ nhàng với tay thắng CRC Carbon, mặt nạ được chính chặt bằng hai chú ốc rô ti. Dàn chân mỏng manh nhưng không kém phần cứng cáp, với niềng nhôm cơm star ánh vàng cực đẹp. Hệ thống phanh được nâng cấp với đĩa da Yes, kết hợp cùng Hellzin quay cái logo Rainbow là cực kỳ đẹp. Bánh lái trước tạo cái điểm nhấn với nền ốc rô ti đầy sang trọng. Lốc máy lung linh hơn với ốc mầm lửa CNC ánh bạc. Cái đĩa tải nhôm thiết kế tinh xảo được chính chặt bằng ốc vàng, kết hợp cùng với sợi sơn vàng lấp lánh là cực kỳ đẹp. Phía trên là cạc tè X1R. Ống xả nguyên thủy tạo điểm nhấn với những chú ốc rô ti được chính chặt ở Oppo. Cùng với chúng tôi xem vài góc ảnh tổng thể nghệ thuật của cái chiếc X-Center 2006 độ bứt phá với sự nguyên thủy với cái màn lột xác đầy sang trọng. X-Center 105 cái đời là 2010 độ quay về cái thời hiện đại sau bao năm lãng quên. Ta có nói cái X-Center là mẫu xe còn tài phần có nhỏ hot nhất ở Việt Nam, cái mẫu xe số bán chạy nhất của hãng Yamaha. Bọc X-Center cũng là cái mẫu xe được chọn nhiều nhất để độ chế, và từ độ kiển cho đến độ nội công. Tương tự như vậy, cái X-Center 210 độ kiển đầy của một biker đến từ miền Tây đã có màn lột xác đầy ấn tượng bằng việc trang bị cho em nó những món đồ trang hiệu cực chất. Khoác trên mình cái bộ tem đậm chất cái thầu, ta thấy được con chiến mã này mang cái tông màu Cetet chủ đạo chính. Phần yên cũng được gọt lại với kiểu dáng hài hòa, mang lại cái sự êm ái cho người ngồi. Xem qua tổng thể, ta thấy chiếc xe trở nên sang trọng và cứng cáp hơn rất nhiều khi em nó được trang bị cũng rất nhiều món đồ chơi chất. Phần đầu phong cách với những cái món đồ chơi tô đậm như bao tay CB, cái gù CNC tay lái, tay thắng tay còn được tích hợp 6 nấc tăng chỉnh xa gần cho người lái có cảm giác thoải mái nhất. Kính xe mang thương hiệu của Rizuma với kiểu dáng hình chữ nhật tựa như một chiếc iPhone. Cái đồng hồ Casio của X-Center 110 hiển thị cái LCD 7 màu là cực đẹp, hiển thị các chức năng tiện ích như báo giờ đo bệnh vân. Phía dưới được trang bị thêm một cái đồng hồ mini hình tròn cũng khá gọn với những chức năng như báo bình, đo tua máy. Dàn chân thì cứng cáp với mâm được thừa hưởng từ người đàn anh hai thị huyền thoại mang cái tên Gajet. Hệ thống phanh với cái đĩa caper kết hợp cùng hàng Nissin cùng với dầu caper. Bánh lái trước tạo điểm nhấn sang trọng với hình ốc rô ti đẹp. Lốc máy tạo điểm nhấn nhẹ nhàng với ốc bằm lửa titan. Tần số hai chiều được phơi lại cái lưỡng lỗ nhỏ mang phong cách của Thái Lan. Gấp nhôm Yamaha màu bạc làm tăng thêm cái độ thẩm mỹ cũng như tăng thêm cái độ cứng cáp và xe được đẹp hơn rất nhiều. Bên cạnh đó là bộ nhôm xe đĩa SSS với cái hộp kim ánh vàng là cao cấp. Các chân Raider làm cho xe trở nên thon gọn hơn rất nhiều. Bình dầu thắng trong suốt với nắp dầu CNC là cực đẹp. Chủ xe sử dụng cái dầu thắng màu đỏ đến từ nước bạn. Phần đuôi thì đầy quyến rũ với đèn hậu X1R được tích hợp cái dải LED là cũng cực đẹp. Và sau đây là vài ảnh đẹp của X-Center độ quay về quá khứ. Cảm ơn bạn theo dõi này trực tiếp, nhớ like, share, subscribe.